Chào mừng các bạn đã đến với chuỗi video tư vấn du học Hàn Quốc cùng Zila. Khám sức khỏe là một điều kiện quan trọng để đi du học Hàn Quốc, nên hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu thêm một chủ đề, đó là điều kiện sức khỏe như thế nào để đi du học Hàn Quốc. Thì từ tháng 7 năm 2016, lãnh sự quán, đại sứ quán yêu cầu là khi mà mình đi xin visa thì bắt buộc phải có giấy khám lao, và mình phải khám lao ở các bệnh viện được đại sứ quán, lãnh sự quán chỉ định. Bệnh mà không được nhập cảnh ở Hàn Quốc, đó là thứ nhất là bệnh truyền nhiễm, và thứ hai là bệnh lao. Nên những bạn nào mà đã có tiền sử những bệnh này thì các bạn nên trị dứt điểm để trước khi mà sang Hàn nha các bạn nha. Còn riêng đối với bệnh siêu viêm B thì bệnh này mức độ lây lan không có cao, nên Hàn Quốc vẫn chấp nhận cho các bạn nhập cảnh sang Hàn Quốc. Đối với những bạn mà bị siêu viêm B mà các bạn đăng ký ở ký túc xá của trường, tại vì một số trường đại học sẽ có những cái quy định gắt gao là sẽ không có cho những bạn mà bị siêu viêm B được ở ký túc xá. Còn nếu mà trong trường hợp là các bạn ở ký túc xá của trường thì các bạn cần phải theo dõi và sẽ điều trị ở bệnh viện. Cái này là bắt buộc của các trường, nên các bạn cần phải chú ý cái điều này. Khi mà đi du học Hàn Quốc thì vấn đề sức khỏe nó rất là ảnh hưởng tới quá trình học tập của các bạn. Nên chị khuyên là khi mà ở Việt Nam hoặc là khi mà sang Hàn, các bạn cần phải rèn luyện sức khỏe thật là tốt để cho quá trình du học của mình được thuận lợi nha các bạn nha. Vừa rồi là chị đã chia sẻ những cái điều kiện sức khỏe để đi du học Hàn Quốc, hy vọng thì giúp ích cho các bạn một phần nào. Nếu có những gì thắc mắc thì các bạn có thể là bình luận dưới video này hoặc là inbox cho Zila để các anh chị giải đáp cho các em nha. Và đừng quên subscribe kênh Zila nhé.